chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Thường thường á, mình trồng một cái cây ăn trái như vậy, nó lớn là một điều khó khăn rồi. Huống chi á, cái cây nó ra được nhiều trái lại không phải là chuyện dễ dàng. Mà nhiều khi á, mình ăn cái trái vô, mình trồng nhiều trái, cái mình ăn cái trái đó vô mà nó không có được ngọt lắm, nó ngọt hơi thôi hay bị lạc, làm cho mình trong lòng mình tức lắm, khó chịu lắm. Tại vì cả công trình, cái đó là công trình cả năm mình săn sóc, bón phân, mình làm đủ thứ hết trơn mà cái trái ăn không được ngon, thì đâm ra mình rất là bực mình. Hôm nay thì Nhật Thanh muốn chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cái trái của mình trồng nó ra nó không có được ngọt. Thì cái nguyên nhân thứ nhất mình muốn nói ra ở đây đó là gì? Đó là do cái giống cái cây của mình, chẳng hạn như cái giống mình chọn mua nó đã bị chua rồi quý vị, nó chua rồi. Bây giờ mình có cố gắng, mình có làm như thế nào đi nữa thì nó chỉ bớt được phần nào thôi, nhưng cái tính chất của nó vẫn chua. Nên mình làm sao? Bây giờ mình ôm cái cây mình khóc, mình chặt thì uổng quá. Nhật Thanh thấy hay nhất đó là, một là mình cưa ngang, mình chừa những cái nhánh lên, tại vì nó đã có sẵn cái gốc rồi, giống như là cái gốc cây á, mình đã trồng được mấy năm rồi, nó lớn rồi thì nó rất là khỏe nha quý vị, nó rất là khỏe. Bởi vậy á, mình chỉ cần xin những cái nhánh, giống như là những cái cây khác mình thấy nó ngọt, mình xin những cái nhánh đó về, cái mình ghép lên trên cái cây đó, thì cái cây, cái những cái nhánh đó phát triển lẹ lắm, rồi nó sẽ có trái. Đó là cái phương pháp mà Nhật Thanh thấy hay nhất, đó là mình ghép cây thôi. Và cái nguyên nhân thứ hai mà mình muốn nói tới là tại sao cái cây của mình trái nó không ngọt. Chẳng hạn như mình trồng cái cây ăn trái của mình ở trong cái bóng mát nhiều quá, mà quý vị biết cái cây ăn trái thì nó cần ánh nắng rất nha, Nhật Thanh nói rất là nhiều, để nó giống như là nó sản xuất, nó giúp những cái trái giống như là cái trái cây của mình nó sản xuất đường tự nhiên. Mà nếu mà mình trồng ở trong mát quá, nó không đủ ánh nắng thì cái lượng đường thiên nhiên nó sẽ không sản xuất đủ, bởi vậy cái trái của mình nó sẽ không có được ngọt. Bởi vậy á, mình trồng á, mình để ý cái ánh nắng của cái cây của mình. Thì chẳng hạn như nhiều khi á, nhà mình trồng mà mình xui cái bên hàng xóm có nhiều cây lớn quá đi, nó che cây của mình, nên mình cũng bị ảnh hưởng nữa đó. Bởi mà cây của người ta mình chặt đâu có được đâu. Nên nhà Nhật Thanh này năm nay có xui có gặp cái cây kế bên nó hơi bự, mùa đông vừa rồi mình quên, mình không có cắt á, nó che cái cây hồng mềm của này của mình, ảnh hưởng cũng khá nhiều đó. Và Nhật Thanh muốn nói tới cái điều thứ ba mà cái trái cây của mình nó không ngọt, đó là gì quý vị? Đó là trường hợp cái cây của mình tưới nước quá ít đi. Mà đúng rồi, mình tưới nước quá ít, cái đất nó khô, làm sao mà cái rễ cây nó hút nước lên được. Bởi vậy, chính vì mình tưới nước quá ít, cái đất nó khô, nên cái cây, cái rễ của mình nó không hút được chất dinh dưỡng, nó không đưa lên được tới trái. Và cái nguyên nhân nữa là do mình tưới nước quá nhiều nữa, ít cũng không được mà nhiều cũng không được. Mình tưới nhiều quá, những cái phân dinh dưỡng trong cái đất của mình nó trôi đi hết, bởi vậy cũng không có tốt. Mà Nhật Thanh để ý nha, mình chia sẻ đây là cái kinh nghiệm riêng của Nhật Thanh. Mình thấy giống như là nhà bạn của Nhật Thanh đi, cái đất nhà bạn Nhật Thanh giống như cái đất nhà mình cũng vậy, nhưng mà cái da đất của mình hơi khác, đó là cái đất sét. Nhưng mà nhà của bạn Nhật Thanh, cái đất đó là cái đất giống như là nó đất bình thường thôi quý vị, bình thường thôi chứ không phải là đất sét, nước thông rất là tốt. Nhưng mà có cái là cái đất nhà bạn của Nhật Thanh á, thấp hơn những nhà khác, nên bởi vậy mỗi lần khi mà mưa nhà người ta nước cứ tràn xuống cái sân của mình, thì á, sân của mình bị ngập mà sân của người ta không có bị ngập. Mà mỗi lần mưa như vậy á, nước ngập trong sân tới nhiều khi á, mà Luciana này quý vị biết rằng mưa thường xuyên, mưa giống như là tháng này á, Nhật Thanh thấy hầu như là ngày nào cũng mưa. Khi mưa nhỏ, mưa lớn, mà gặp mưa lớn một cái, nước đọng ở trong sân tới
hai ngày liền luôn, hai ngày liền mà quý vị biết cái đất đó thoát nước mà nước đọng tới hai ngày liền là mình biết nó nhiều dưới đất, nó nhiều nước lắm, nó nhiều dưới đất lắm. Mà mình nghĩ đi, cái cây á, mà mình tưới nước nó hai ngày như vậy, Nhật Thanh nói thí dụ thôi nha, thì quý vị nghĩ cái cây đó như thế nào? Chắc chắn rằng bao nhiêu chất dinh dưỡng nó đều trôi đi hết. Nên mình phải có cái biện pháp, nếu trường hợp nhà mình xui nha, mua đất gặp cái chỗ đất thấp nó không có được cao như nhà người ta và nước nó cứ dồn xuống nhà mình, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì đó là mình phải nhờ cái cách bón phân. Thì cái phần đó Nhật Thanh xin dời tới cái điều thứ tư. Và điều thứ tư Nhật Thanh muốn nói tới ở đây là nguyên nhân tại sao cái cây của mình, cái trái nó không ngọt, đó là do cái cách bón phân của mình ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi mình giống như là Nhật Thanh nha, hôm bữa mình chia sẻ mình bón bầu mướp, giống như là mình bón mới đầu đó, mình muốn cây nó ra trái ra bông để mình thụ phấn, thì mình bón phân sữa. Mà sau khi mình nó có trái rồi thì Nhật Thanh bón giống như phân cá có nhiều chất nitrogen cho nó lớn lẹ để mình thu hoạch. Nhưng mà đó là cái những cái rau quả trong vườn của mình, và Nhật Thanh bón sữa với phân cá như vậy. Nhưng mà đối với cây ăn trái nha, quý vị khác, nên đôi khi mình nói mình giải thích, nhiều khi các bạn nói với Nhật Thanh chứ ủa sao nói hồi trộn đất với đất này với lại potting mix, hồi chút nó ra đình sôi rồi với lại potting mix. Nhật Thanh muốn chia sẻ giống như là cái sự trộn đất khác nhau có cái sự ảnh hưởng và lợi ích như thế nào cho tất cả quý vị. Nhưng mà hôm nay Nhật Thanh muốn nói tới là cái cây ăn trái này, cái cách bón phân mình muốn cho nó ngọt thì mình bón như thế nào. Chẳng hạn như đầu mùa mình muốn cái cây nó xanh xôi nảy nở ra bông này nọ, mình bón muối Epsom hay là mình bón những cái giống như là cái những loại phân có chất nitrogen cao, ok, không thành vấn đề. Nhưng mà khi vô mùa rồi, cây mình có trái nè, có trái rồi, trái nó lớn từ từ, thì mình bón sao cho đúng. Chẳng hạn vào tháng 5 hay tháng 6 thì nếu mà mình muốn bón phân thêm nha, mà quý vị muốn không bón phân nữa không thành vấn đề, thì mình nên chọn bón cái phân gì cho đúng. Đó là cái chất potassium và chất phosphorus. Potassium Việt Nam mình gọi là chất kali nha quý vị. Và thì đó là hai cái số cuối, thường thường phân mình lúc nào cũng có ba số á thường á, nhưng mà cái số phosphorus là số chính giữa và số cuối là chất potassium. Thì mình chọn hai cái số cuối mình bón. Tại sao Nhật Thanh nói như vậy? Tại cái giống như là cái phosphorus nó sẽ giúp cho cái rễ cây của mình nó phát triển nhiều hơn để nó hút cái chất dinh dưỡng lên, thì làm cái trái nó sẽ được ngọt. Và chẳng hạn như Nhật Thanh nói hồi nãy, đất nhà bạn của Nhật Thanh hay nhà mình cũng vậy nữa, mình khi mà nước nó đọng quá nhiều rễ nó mau chết lắm. Mình không phải nói rễ lớn là khó chết lắm, nhưng mà những cái rễ con nó dễ chết lắm, nó dễ thúi. Nên mình bón phân như vậy để mình kích thích cho nó ra nhiều cái rễ mới, thì nó phát triển, nó mới hút được những cái chất dinh dưỡng, cái trái nó mình nó mới được ngọt. Thường thường quý vị để ý đi, cái rễ lớn hay là cái rễ nhỏ nó có hiệu quả hơn, chẳng hạn như là nó thấm nước hơn. Chẳng hạn như mình quăng một cái cục gì lớn ở trong nước thì chắc chắn rằng nó hai cái cùng một loại nha, một cục lớn một cục nhỏ mình quăng trong nước chắc chắn cái cục nhỏ nó sẽ thấm nước lẹ hơn. Thì cái rễ cây cũng vậy, những cái rễ nhỏ nó làm việc tốt hơn, những cái rễ lớn nó làm giữ cho thân cây chặt, nhưng mà cái sự hút nước và dinh dưỡng cái rễ nhỏ nó hiệu quả hơn. Bởi vậy mình bị úng nước nhiều quá như vậy, mình những cái rễ nó dễ bị chết, nên Nhật Thanh nó hay thường bón phân giống như mình kích thích cái rễ nó phát triển để cho cái cây mình nó được tốt. Đó là mình phải cần phosphorus và mình bón tới potassium, chất kali.
là cái số cuối, là tại sao mình cần, là tại vì nó là cái sức khỏe của cái cây và nó đưa chất dinh dưỡng đi xung quanh cái cây và nó đưa nước vô trong cái trái của mình và nó đưa những cái chất dinh dưỡng vô trong cái trái. Bởi vậy á, nếu mà mình muốn bón thì vào tháng 5, tháng 6 trái của mình bắt đầu nó phát triển lớn thì mình có thể bón hai loại phân đó. Và Nhật Thanh xin thêm nữa là trường hợp mình có thể bón muối Epson, Nhật Thanh đã ý á, mình có thể bón muối Epson, mà trường hợp chẳng hạn như nhà mình nước hay bị động, giống như là nước nhiều quá, mưa nhiều quá làm cho phân nó bị trôi, thì sau những cái cơn mưa như vậy á, thường thường á thì một tháng Nhật Thanh bón muối Epson một hay hai lần, mình bón khá khá cho nó để cho nó cái trái của mình nó được ngọt quý vị. Và cái cây của mình lớn rồi, mình đâu cần bón quá nhiều nitrogen. Nếu mà quý vị chọn phân giống như hóa học để bón thì mình có thể chọn chất nitrogen thấp, chẳng hạn như mình chọn số nitrogen số đầu nha quý vị, mình chọn số 4 nè, 16, 16, hai số cuối cao mà số đầu thì mình thấp thôi, mình không cần quá nhiều, không cần thiết. Và Nhật Thanh xin nói tiếp cái nguyên nhân thứ năm mà cái trái của mình không được ngọt đó là gì? Đó là do mình thu hoạch của mình. Mình thu hoạch giống như chẳng hạn như cái trái nó quá sớm, như thí dụ một tháng nữa trái nó mới chín, mình thu hoạch sớm quá nên cái trái nó không được ngọt. Mà quý vị để ý đi, thường thường á, những cái trái cây mà bán ngoài chợ chưa chắc gì ngọt bằng cái trái của mình. Chẳng hạn như cái trái của mình, tại vì mình để nó chín vàng mọng rồi mình mới hái vô, còn thường thường người ta thu hoạch bán thì người ta phải hái vô trước, cái trái còn xanh phải hái vô trước rồi để cho nó chín từ từ, chứ hái chín quá chở đi bị dập làm sao bán được quý vị. Bởi vậy á, cái trái nhà mình trồng á, mà khi nó chín mùi rồi mình hái ăn lúc nào cũng ngọt hơn những cái trái ở ngoài chợ, Nhật Thanh nói thiệt. Và mình nói tới chẳng hạn như cái cây cam đi, cây cam thí dụ nha, cây cam mình vừa thấy nó vàng chín là mình hái vô ăn, nó không ngọt mà nó hơi có vị chua. Bởi vậy á, cam á, ở bên Mỹ này nha, bên Việt Nam Nhật Thanh chưa có kinh nghiệm về bên Việt Nam, nhưng mà mình nói ở bên Mỹ này, cam nếu mà mình cho nó ở trên cây lâu hơn một chút vào cái mùa đông thì nó sẽ làm giảm xuống cái bớt cái tình trạng cái chất axit ở trong trái cam. Và khi nó đụng lạnh một cái, đụng lạnh nha chứ không phải đông đá nha quý vị, đụng lạnh mà khoảng 30 mấy độ mà mình hái vô ăn á, rất là ngọt nha. Bởi vậy mình thu hoạch đúng lúc cũng làm cái trái nó được ngọt, mà mình thu hoạch sai thì cái trái nó cũng nó không được như ý mình muốn, nhưng mà nó cũng vẫn ok, vẫn ok. Thì đó là năm trường hợp Nhật Thanh nói tại sao cái trái của mình nó không có được ngọt, để quý vị giống như là mình để ý một chút để mình chăm sóc cái cây được tốt hơn. Và Nhật Thanh á, tức thường cái là có bạn nói với Nhật Thanh á, là tại sao á mình nói chuyện thấy chán quá, không có làm thí dụ giống như thực tập cho tất cả giống như mọi người xem. Nhưng mà có những cái như Nhật Thanh nói về lá bị cuốn đi, cây thì mình tưới nước nhiều nó bị héo hay này nọ kia đi, lẽ bây giờ Nhật Thanh đi tưới cho cái cây của mình bị héo này nọ, nó không có logic. Nên đôi khi có những cái Nhật Thanh thực tập mình diễn tả cho tất cả mọi người xem, nhưng mà có những cái Nhật Thanh không thể nào mình làm được. Mình chỉ dùng những cái gì hiểu biết của Nhật Thanh chia sẻ với mọi người. Xin mọi người thông cảm nha. Và thôi, Nhật Thanh xin ngưng video đây. Và mong rằng trái cây của quý vị trồng ra sẽ được ngọt ngon hơn, năm sau sẽ được ngọt ngon hơn, năm nay cũng chưa có trễ đâu. Tại vì còn mấy tháng nữa trái cây nó mới chín thì mọi người có thể áp dụng cái phương pháp này. Chẳng hạn như mình, nếu mà mình không muốn xài những cái phân hóa học nhiều quá, nhiều khi mình bón nhiều quá đi, mình ăn mình cũng sợ nữa. Bởi vậy có những cái cách thiên nhiên mà Nhật Thanh thấy mình muốn kích thích rễ, mình bỏ bone meal nè, hay là mình bỏ quế. Nhưng mà quý vị nhớ nha, cho dù nước ngập hay không ngập, quế
mình chỉ nên một tháng mình bỏ một lần thôi. Và mùa này mình bỏ rất tốt, quế vừa kích thích cho cái rễ cây phát triển mà lại diệt nấm cho cây nha. Tại vì mưa với thời tiết ẩm ướt nóng lạnh làm cho cây mình dễ bị nấm mốc trắng tùm lum hết. Bởi vậy quế rất là tốt, và mình muốn cần potassium cho cây thì mình nên bón sữa. Và thôi, Nhật Thanh xin ngưng nha, tận ngưng thiệt, bye bye với ba mọi người nha.